Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào sáng nay tại Trung Quốc khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị thổi bay. Cũng theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên, từ khi bắt đầu tấn công thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày hôm vừa qua, thì cơn bão số 4 đã gây ra những trận mưa như trút nước cuồng phong với sức gió lên đến 65 m/s. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông nhận định đây là lần đầu tiên xuất hiện gió giật cấp 19 ở khu vực này. Không dừng lại ở đó, cơn bão số 4 đã khiến 20 người khác mất tích tính từ tối ngày hôm qua. Tất cả các nạn nhân mất tích đều là ngư dân đang ra khơi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, hàng chục ngàn người phải sơ tán. Trước tình hình bão hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp trước bão lũ lên cấp 4, cấp cao nhất. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc dự báo rằng cơn bão có thể gây mưa lớn đến 300 mm trong ngày hôm nay tại một số khu vực trong tỉnh Quảng Đông. Đáng lo ngại, cơn bão số 4 đổ bộ vào Quảng Đông trùng với dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 60 chuyến bay bị hoãn ở Hải Nam. Bên cạnh đó, tại Philippines, nơi mà bão số 3 đổ bộ từ hôm thứ Năm tuần trước khi tấn công vào Trung Quốc cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines, đến thời điểm này vẫn còn 35 người dân đang mất tích. Thưa quý vị, trước đây, Hoa Kỳ luôn được biết đến là một quốc gia hứng chịu nhiều trận vòi rồng nhất trên hành tinh, thì có lẽ giờ đây vị trí đó đã bị Trung Quốc xoán ngôi. Bên cạnh những trận thiên tai như lũ lụt, mưa đá cứ đến rồi đi liên tục, thì gần đây lại có hàng trăm trận vòi rồng với sức tàn phá khủng khiếp, bán kính trải dài khắp cả khu vực miền Tây Trung Quốc. Từ Vân Nam đến Cam Túc, những trận vòi rồng đi qua đã gần như nuốt trọn mọi thứ. Cảnh tượng tan hoang khiến cho người dân sinh sống tại các khu vực này lao đao, không có nơi để trú thân. Kèm theo đó là những cơn mưa dữ dội làm cho cảnh vật xung quanh tiêu điều, chẳng khác nào vừa bị Mỹ thả xuống cho vài quả bom nguyên tử. Thảm họa này trong tuần qua đã cướp đi ít nhất 171 sinh mạng vô tội, làm cho hàng trăm ngàn người bị thương nặng sau khi nó xé toạc một thành phố ở phía tây bắc của Trung Quốc, khiến nhân chứng tại đây hoảng sợ cho biết. Điển hình, nhiều video được người dân ghi lại những trận vòi rồng vào ngày hôm qua cho thấy cơn lốc xoáy quét qua một trung tâm thành phố sầm uất của tỉnh Vân Nam, khiến cho hàng loạt cây cối bị bật gốc. Thậm chí, những cây nhỏ vừa được trồng lại sau những thảm họa trước đó chưa kịp lớn. Nhiều cơ sở của các tòa nhà cao tầng, các bệnh viện bị vỡ tung, thậm chí các mái tôn cũng chuẩn bị thổi bay. Nhiều đồ vật bay lên trời sau đó rớt xuống giống như cơn mưa đá rơi trúng vào nhiều người tử vong hàng loạt. Bên cạnh đó thì nhiều xe hơi cũng bị lật đổ, ngổn ngang trên đường Tân Thành như ngày tận thế. Theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trên những mái của tòa nhà cũng bị phá hủy, và những đường dây điện bị đánh sập ngổn ngang, nằm chồng chéo khi một cơn lốc giấy tấn công tại thành phố. Tuy một trận lốc xoáy chỉ kéo dài từ 30 đến 45 phút, nhưng nó đã làm thiệt hại nặng nề ở các khu vực mà đã đi qua. Với những đặc thù địa lý của khu vực, những luồng khí khô và lạnh thổi từ cao nguyên Tây Tạng xuống. Trên đường đi qua phía đông tới dãy núi và đồng cát gặp phải các khoảng không khí nóng ẩm thường chuyển động phía bắc, sinh ra một chuỗi các hiện tượng về khí quyển, rồi sản sinh ra các cơn lốc xoáy điên cuồng, không thể né tránh, ngăn cản hay che chắn. Các chuyên gia tại phòng thời tiết Cam Túc đang nghiên cứu nguyên nhân của cơn lốc xoáy, khi đây là một hiện tượng hiếm gặp trong khu vực. Ban đầu, lốc xoáy chỉ xuất hiện như đám mây và sau đó phát triển thành một cơn dông rồi trở thành cơn lốc điên cuồng. Thường từ rất mạnh hay siêu mạnh nên ở đâu có dữ dội thì ở đó có thể có lốc xoáy. Cũng có khi nó sinh ra từ một dải gió giật mạnh được gọi là đường tố hay một đường cơn bão, có thể cuốn theo rồi ném xuống một khoảng cách sau đó hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những tòa nhà xây kiên cố. Nên lốc xoáy cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nó đã khiến cho mái tôn của tòa nhà bị thổi bay và khiến cho cả khu vực mất điện và bầu trời trở nên đen kịt. Được biết, lốc xoáy hay vòi rồng có những ống hút khổng lồ có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Tuy nhiên, phần lốc xoáy được mây rồng hình thành một dạng đặc biệt là mây rồng tích điện, một đám mây có thể kéo dài trong vài giờ. Xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ.
dù ở Trung Quốc không xảy ra thường xuyên, nhưng những cơn lốc xoáy trong một thập niên trở lại đây đã xuất hiện nhiều hơn tại các vùng Vũ Y và Thanh Hải, tập trung tới 1/3 các trận vòi rồng ở Trung Quốc. Và sau đây, chúng ta cùng đến bản tin thứ hai có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có một thông tin rất mới và rất hay liên quan trực tiếp đến thành phố Vũ Hán. Đó là mới đây nhất, Vũ Hán đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức nguy hiểm chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hệ thống xả lũ ở Vũ Hán ở trong tình trạng tê liệt hoặc bán tê liệt và toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong biển nước. Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2 khi mưa lớn tiếp diễn và lũ lụt tăng cao. Mưa bão và lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cục Tài nguyên nước thành phố Vũ Hán cho biết, từ 6 giờ 40 phút sáng qua, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã nâng lên từ cấp 3 lên cấp 2 và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Trước đó cũng có thông báo chính thức rằng từ 5 giờ chiều ngày hôm trước đó, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tại Vũ Hán sẽ được nâng từ cấp 4 đến cấp 3 và cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ sẽ tăng từ cấp 3 đến cấp 2. Người dân nơi đây đang sống lại những ngày tháng kinh hoàng của trận lũ năm 1998. Tại thời điểm này, thành phố này đã trở nên bi thảm, buồn hơn khi mà đây cũng chính là nơi xuất phát của dịch corona. Và trong những ngày vừa qua, dịch đã tái bùng phát trở lại, làm cho hàng triệu người dân lại phải xét nghiệm cưỡng chế để tìm chủng virus. Mưa lớn trút xuống thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trong vài ngày qua với lượng mưa tối đa vượt 250mm. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng Thủy văn, ở Vũ Hán vẫn sẽ có mưa lớn, mực nước của Trường Giang, Hán Giang và các con sông nhỏ và vừa sẽ tiếp tục tăng và tình hình phòng chống lụt bão sẽ rất nghiêm trọng. Mưa lớn được dự báo sẽ vẫn tiếp diễn trong những ngày tới. Tình hình buộc cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thông báo nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Vũ Hán là nơi Covid khởi phát cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau khi dịch bệnh khiến giới chức lo ngại về vấn đề khắc phục kinh tế tại thủ đô ở Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số tỉnh bao gồm Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam vào sáng nay nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục. Mực nước ở các sông, hồ, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề các thành phố, thị trấn như Hoàng Sơn, Kỳ Châu, Đồng Đăng, An Khánh, kêu gọi giới chức địa phương đưa ra thông báo cảnh báo sớm, sơ tán người dân để tránh thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, Hồ Bắc đã chứng kiến 6 đợt mưa lớn bắt đầu từ tháng 6 với lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 487,4mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc sông Trường Giang đã vượt gần mức cảnh báo và mực nước tại một trong năm hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua là 112,7mm, cao hơn 14,5% so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60% địa phương ở miền Nam Trung Quốc đã gặp mưa dông lớn, với mức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết tháng 7 này. Đập Tam Hiệp, tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến đợt lũ đầu tiên trong năm trên sông Trường Giang với lưu lượng 50.000 mét khối trên giây. Hôm qua, đài truyền hình CCTV công bố video Đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ để giảm bớt tác động đến vùng hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau trận đại hồng thủy số 2 xuất hiện ở sông Trường Giang, Đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ. Tuy nhiên, đỉnh lũ vẫn chưa đến và mực nước ở Tam Hiệp không giảm mà ngược lại vẫn tăng và có thể xảy ra mất kiểm soát. Theo thống kê chính thức của CCTV, sau khi chính quyền tuyên bố mở cửa xả lũ thứ 3, mực nước của đập Tam Hiệp tăng lên 140,87m vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Vào lúc 10 giờ tối qua, mực nước tăng lên 149,4m. Vào lúc 7 giờ tối nay, mực nước của Tam Hiệp đạt 149,54m. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy vào ngày hôm kia, đại lộ Hữu Nghị Vũ Hán đã biến thành một dòng sông với độ sâu khoảng nửa mét. Đại lộ Hữu Nghị của Vũ Hán là một đại lộ chính song song với sông Dương Tử, chỉ cách sông Dương Tử 2 dãy nhà. Đại lộ Hữu Nghị đã bị ngập lụt tới mức này và có thể suy ra được thảm họa ở các khu vực khác của Vũ Hán, thậm chí còn tồi tệ hơn. Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc sáng hôm nay, nâng mức ứng phó khẩn cấp mưa lũ lên cấp 2, cấp thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. Trong khi đó,
Báo đài nói là đỉnh lũ của đập Tam Hiệp đã qua nhưng trên thực tế phát đi cảnh báo lũ lại gia tăng. Đó sẽ là một điều hết sức khó hiểu, bất thường và đầy nghi vấn. Người dân nơi đây lo sợ rằng nhà cầm quyền đang cố tình che đậy thông tin để lòng dân khỏi náo loạn. Các trận mưa lớn đổ xuống Vũ Hán trong 3 ngày qua với lượng mưa tối đa đạt hơn 250mm từ sáng hôm kia, khiến nhiều chặng đường bị ngập và mực nước sông ở một số nơi vượt qua mức cảnh báo. Theo Tân Hoa Xã, trong ảnh các công dân theo dõi mực nước tại đền Long Quan ở Vũ Hán. Giới chức Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo từ tháng 6 rằng thành phố này và các thành phố khác ở vùng trung lưu sông Trường Giang sẽ phải đối mặt với lượng mưa cao kỷ lục trong năm nay. Trước sức tàn phá của lũ lụt, các công dân chấn đề tại đền Long Quan ở Vũ Hán vào sáng hôm qua đề phòng sập luôn đền nổi tiếng này. Những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều thành phố ở Trung Quốc vào sáng nay, từ Trùng Khánh phía Tây Nam cho đến Thượng Hải ở bờ biển phía Đông, các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều nâng 4 mức cảnh báo màu vàng. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước đã vượt qua mức cảnh báo tại hơn 50 địa điểm dọc theo các con sông trên cả nước, theo Reuters đưa tin. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.